Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình nha. Rất vui mọi người gặp lại mọi người trong cái video về chuỗi thực phẩm giúp cho gà sinh trưởng và phát triển tốt, giúp cho gà có thể phòng một số bệnh, có thể ăn giảm chi phí trong quá trình chăn nuôi. Đó. Cho nên nhiều cái loại thực phẩm mọi người mình thấy mọi người bỏ và mà không có tận dụng để nuôi con gà thì tiếc quá, cho nên làm những cái clip về những thực phẩm này để cho mọi người hiểu, anh em nuôi gà có thể tham khảo, có thể sử dụng nó chăn nuôi một cách tốt hơn. Này thì mình nói về một cái loại thực phẩm, một cái loại rau, đó là cải nha mọi người, cải bẹ xanh. Ở miền Tây thì thường gọi là cải bẹ xanh nha mọi người, cải bẹ xanh hoặc cải xanh. Còn ở vùng ngoài á thì thường người ta gọi là cải canh hoặc cải cay nha mọi người. Đó, đây là cái cải được sử dụng hàng ngày trong bữa ăn của con người, giúp ích rất nhiều cho con người, từ lương thực, từ sử dụng thuốc, làm vị thuốc cho con người. Cho nên mình thấy con người thì ăn những loại cải này rất là tốt, cho nên trồng rất nhiều mọi người, trồng rất nhiều. Mà thường thì cho con người ăn, người ta sẽ lựa, lấy buôn người ta lựa, bán hàng người ta lựa những cái loại cải nó tươi ngon, nó đủ chất lượng, người ta mới cho con người ăn. Còn những cái loại cải mà nó dạt đó mọi người, mà bỏ phí á, mình đi chia, mình đi giao gà ngang những cái chợ mình thấy người ta bỏ bọc bọc không à, mình đi chợ mình thấy thì nó ổn mọi người. Cho nên mọi người cứ tận dụng để sử dụng cho gà rất tốt, đừng có bỏ. Mà cái công dụng đầu tiên của cải xanh mang lại đó là cái chất xanh, chất xanh trong cải là người ta gọi là chất diệp tố, diệp tố lục lục diệp, diệp lục của diệp lục mọi người, diệp lục. À, mình nhớ nhớ gì mình nói đó mọi người, mọi người thông cảm. À, chứ tức tức là cái chất xanh trong cải, trong rau cải là cái chất này nó quan trọng mọi người. Chất này nó giúp cho con gà thanh nhiệt, thanh nhiệt. Khi mà mọi người cho nó ăn vào cái buổi mà mùa nóng, mùa hè thì con gà rất là thanh nhiệt đúng không? Thanh nhiệt, nó giải nhiệt cho con gà, nó không chống nóng. Mà mọi người nuôi gà đi, con gà mà nó bị chống, nó bị nóng quá nó mới chết, nó mổ lông cắn lông không còn khác. Cho nên mọi người tận dụng những cái loại cải này nè, người cho nó ăn. Rau cải thì nó ăn no nó là được mọi người, khỏi cần liều lượng như thế nào chứ. Rau cải này không cần, khi nó ăn đủ là nó ngừng à. Mình thấy là mình cho ăn nó rồi mà nó phải ăn cải lắm, phải ăn cái cải nè, xanh nè, có ăn. Mà mọi người thả ra giường đi, mọi người thả ra giường là nó ăn hết trơn, nó không bỏ cái nào hết trơn, ăn đã luôn. Mà thường mọi người thấy đi, những con gà mà thả ra giường nó lông lá đầy đủ không, tại vì nó không chết, nóng quá nó chết, nó cắn lông thì nó hư lông bộ lông đó. Cho nên cái chất đầu tiên đó là chất xanh, chất xanh và chất xơ có trong cây cải giúp cho con gà nó thanh nhiệt, mọi người giữ cái bộ lông đẹp không bị chết đó. Cái công dụng thứ hai của cái cải xanh đem lại đó là cái khả năng tẩy tẩy, mọi người, tẩy những chất độc trong cơ thể ra, khỏi cơ thể của con gà. À, cũng cái chất diệp lục, cũng cái chất xơ có trong những cái loại rau xanh, mà đặc biệt là cải nha mọi người, để giúp cho cơ thể con gà loại bỏ những cái chất mà nói chung là kim loại nặng trong cơ thể. Tại vì cái loại kim loại á, nó phải tồn tại trong cơ thể của con gà thông qua bị con gà ăn những cái loại như cua ốc, những côn trùng ở bên ngoài, nằm những loại cá đồ nó sống ở tầng dưới ao hồ á, thì nó bị nhiễm chì, nhiễm thủy ngân. Cho nên khi mà ăn vào cơ thể con gà nó sẽ bị nhiễm độc. Mà mình cho gà ăn rau cải, nhất là cải xanh, cải bẹ xanh nè, thì nó sẽ giải độc tốt thông qua gan mọi người, giúp cho gan, giúp cho cơ thể của bài tiết những cái loại kim loại nặng ra ngoài một cách nhanh chóng, hiệu quả. Còn cái công dụng thứ ba của cải xanh đó là giúp cho con gà như thế nào mọi người, giúp cho con gà
khả năng trị ho đó mọi người, ho kháng viêm rồi lông đờm đó mọi người. Nó giống như cái loại gì mà ga vậy mọi người, ga C giảm sốt, hạ sốt, giảm kháng viêm vậy mọi người. Mọi người cho nó ăn cải thường xuyên đi. Những cái bệnh cảm thông thường, ho hay là bị đàm thông thường mình coi khỏi mua thuốc, mọi người cho ăn thường xuyên là khỏi mua thuốc mấy cái loại đó, tại vì nó trị được phần đó luôn, nó phòng và trị được cái phần đó. Đó, cho nên khi mà chăn nuôi mọi người đừng có quên cái loại cải nha. Khi mà con gà má chịu ứng nó ho ho đó mọi người, mọi người đứng ở chuồng gà mọi người sẽ thấy cái tình trạng mà con gà nó ho và cái tình trạng mà con gà nó bị lờn đờm đó, cái trường hợp rồi nó bị viêm á mọi người. Viêm thì mọi người cho nó ăn, cho nó ăn cải xanh, đặc biệt mọi người cải xanh mà mọi người nó già không mọi người, cho nó hột ăn, hột ăn cả hột, người ta gọi là hạt á, mình gọi là hột à, rất tốt, cái hột nó rất tốt hơn cái là cây đó, lá nè đó. Cho nên mọi người có mọi người cho ăn, trồng cho ăn bình thường, hoặc mình ra chợ mình cho mình mua đồ mình xin đồ cho gà mình ăn. Rất nhiều mọi người ở chợ rất nhiều, tôi bỏ nhiều lắm, những cái bàn hàng người ta bán cải á, ta lặt xung quanh cái cải rồi người ta chọn những cái phần tốt phần ngon cho con người ăn, còn cái phần dở phần nó héo héo chút đó, người ta bỏ, ta không có ấy. Mình xin cái phần đó về mình cho gà ăn tốt cực kỳ. Khi mà anh chị em không trồng được, khi anh chị em không có vườn nuôi cái kiểu mà trong chuồng á, mình xin cái đó gì cho ăn, chắc đó ngày nào cũng cho ăn đi, mọi người sẽ thấy được cái tình trạng khỏi cần khác cái loại kháng viêm kháng sinh gì chứ, cho nó ăn rất tuyệt vời nha mọi người. Đó, cái công dụng thứ tư của cái cải này nó giúp cho cái vấn đề mà táo bón nha mọi người. Còn cái hệ thống tiêu hóa của nó tốt mà, hệ thống cái đường tiêu hóa của nó không có bị trục trặc mọi người, nó diễn ra một cách trơn tru, con gà đi phân ra khuôn luôn mà khi mà nó ăn cải xanh. À, thêm cải xanh mọi người bình thường thôi, mọi người cho ăn thức ăn buổi sáng đó, xong rồi khoảng tầm 1-2 giờ đó, mọi người cho ăn cải thêm đó, ngày nào cũng vậy chứ, sáng ăn thức ăn xong cho ăn cải, chiều ăn xong cho ăn cải đó, mọi người cho nó ăn vậy đi, đảm bảo mọi người luôn nó sẽ không có xảy ra tình trạng mà ho giặt, ho hay là đàm gì cổ nó đó. Tình trạng ho mà đàm kéo dài lại xác định nó sinh bệnh đó, nó làm cho gà kiệt sức, một con gà nó mới kiệt sức rồi đi mọi người thấy nó sẽ bệnh đó. Chứ con gà mà nó khỏe mạnh nó chạy cời cời mọi người bắt còn không kịp luôn, mọi người rượt nó mọi người mệt luôn chứ nó chưa có mệt khi nó ăn được rau cải không mọi người, tốt đó. Cho nên mọi người tận dụng đi, đừng có bỏ phí quá, rau cải đồ ở ngoài chợ đồ mình gom giùm cho gà ăn, hoặc nhà nào trồng vườn thì làm vườn á, làm buôn bán về rau cải mọi người cứ việc cho nó ăn thôi, bình thường lặt đừng có bỏ dưới sông, sông chiếm công đừng có bỏ, cho nó ăn vậy đó đỡ tiền thức ăn đó mọi người, khỏi tiền mua thuốc luôn. Khi mà gà nó bệnh giặt, thường nuôi gà là nó bệnh giặt đó mọi người, con gà càng già thì nó hết bệnh thôi, chứ con gà mà còn ở tuổi 4-3 tháng trở lại là nó ưa bệnh giặt. Đó, bệnh virus thì mình không nói rồi, bệnh virus là có vaccine nè, còn bệnh giặt là ho là sổ mũi luôn rồi. Mọi người cho ăn những cái loại cải xanh nè, nó giải cảm luôn, tuyệt vời không mọi người. Đây thì video mình đến đây xin kết thúc, chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Mọi người nhớ yêu thích thì nhớ cho mình xin một like đăng ký không mọi người, để tạo động lực cho mình ra những cái video mới hay hơn, tốt hơn giúp mọi người trong quá trình chăn nuôi. Mọi người nhớ nhấn vào một cái chuông để mình ra sẽ hiện lên thông báo để mọi người nhanh chóng và kịp thời không mọi người. Đó. Bye bye mọi người.